Alo. Alo. Phải phải chị bút xe không chị? À dạ đúng rồi, anh tới đâu rồi? Tới chung cư nào mà chị ở đâu? À em đứng ở chỗ sảnh chính luôn á. Sảnh chính chỗ nào không có thấy đâu? Em mặc bộ đồ đen, một cái váy đen tay dài, rồi mang giày đen, mang túi xách đen, mang giới ra ngồi á anh. Tới đâu? Trên đầu gói chút. Trời ơi, tôi hỏi tới đâu? Trên đùi một chút. Trên đùi là ở đâu? Là ý là đùi xếp lên chút á. Trời ơi, tôi hỏi là đùi là quần mấy? À vậy hả? Trời ơi, vậy mà nãy giờ em tưởng nó là anh hỏi là em mang giới dây ngồi tới đâu. Trời ơi, mang giới tới đâu kệ bà, chứ mà hỏi tới đâu chi? Dạ em tới quận 3. Đây nè, rồi mang giới ra người tới đâu nói tôi chi vậy? Rồi đùi ở đâu, rồi đầu gói ở đâu, rồi quận mấy? Bị gì vậy? Đi lấy thuốc hay gì vậy?